Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ của Dung Hoàng. Bên dưới mỗi video là nút đăng ký màu đỏ. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là các anh em luôn theo dõi và luôn nhận được những video mới nhất, nhanh nhất từ kênh Đồng Hồ Cổ của Dung Hoàng. Thì hôm nay em có lên sóng video gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 6 chiếc, là những chiếc đồng hồ tuyển chọn có những nét độc đáo rất cổ điển. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào miêu tả chi tiết cụ thể từng chiếc đồng hồ một và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn. Đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Hamilton. Chiếc đồng hồ này rất là giá trị bởi vì nó còn nguyên hộp, và anh em cùng chiêm ngưỡng cái hộp Hamilton của chiếc đồng hồ này. Chiếc hộp của chiếc đồng hồ này thì được làm bằng chất liệu nhựa, và anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể của chiếc hộp này. Nó là một chiếc đồng hồ rất là giá trị, hàng nguyên bản từ bên nước ngoài về anh em nhé. Và em xin chuẩn bị tiến hành mở chiếc hộp này để anh em xem sản phẩm đồng hồ trong chiếc hộp là sản phẩm Hamilton nào. Và trước mắt anh em đó chính là một chiếc Hamilton. Khung vỏ được bọc vàng 10K, anh em thấy cái lớp đệm nhung có dòng chữ Hamilton. Và em xin tiến hành vào miêu tả chi tiết cụ thể chiếc Hamilton này. Một chiếc đồng hồ rất là giá trị. Giá trị bởi nó là một chiếc đồng hồ sưu tầm rất là cao, duy nguyên bản anh em nhé, trừ sợi dây. Và trước mắt anh em đó chính là một chiếc Hamilton chạy với bộ máy tự động, được sản xuất vào những năm 1960. Nền mặt là nền mặt trắng trải tia zin. Các cọc số là các cọc số nổi. Điểm độc đáo của chiếc đồng hồ này đó chính là các vạch phút đấy, vạch để chỉ những cái thời gian. Và anh em thấy không, một thiết kế rất là đơn giản, tinh tế. Và hơn thế nữa, đây là một chiếc đồng hồ zin nguyên bản anh em nhé. Gương mặt zin anh em thấy đã không ạ? Chưa qua xử lý hay spa, và hàng về mộc nguyên bản, em cũng chưa lau chùi gì cả mà nó còn đẹp như thế này anh em ạ. Biết bao nhiêu năm rồi, từ những năm 1960 đến bây giờ là 61 năm rồi mà tình trạng đồng hồ còn đẹp nguyên bản, nguyên zin. Ở phía dưới cọc 6 giờ là có chữ Street. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy tự động automatic. Ở phía dưới cọc 12 giờ thì có dòng chữ Hamilton. Thương hiệu Hamilton này thì ở bên nước ngoài thì nó cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và được các bác Tây săn đón. Về thị trường Việt Nam thì giá cả của nó cũng rất là cao. Và những chiếc Hamilton đời mới thì rất là nhiều, nhưng mà kiếm được những chiếc cổ mà còn đẹp nguyên bản như thế này thì rất là hiếm. Khung vỏ được làm từ bọc vàng 10K con phiêu, đáy là đáy SS. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy. Đây là một cái phiên bản kỷ niệm. Anh em thấy những cái dòng chữ khắc kỷ niệm năm 1964 rất là giá trị, mà đến bây giờ nó còn nguyên hộp. Sợi dây là sợi dây Trung Mỹ. Ở phía trên sợi dây thì có khắc những cái thông số vàng. Anh em thấy không, chạy với bộ máy tự động mà nó rất là mỏng anh em ạ. Độ mỏng gần như là hoàn thiện. Đeo những chiếc đồng hồ này mà anh em kết hợp với quần âu áo sơ mi thì diện kiến rất là đẹp. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 33mm, một cái size chuẩn size vintage xưa, zin nguyên bản anh em nhé. Đấy, và anh em cùng xem tổng thể chi tiết chiếc Hamilton này trước khi mà gọi điện chốt nhanh chiếc này, bởi vì là không còn nhiều trên thị trường đâu anh em ạ. Những chiếc đồng hồ Hamilton vẽ lại mặt thì nhiều, nhưng mà kiếm được những con mặt zin nhìn nó hút mắt như thế này thì không có nhiều đâu anh em ạ. Và giá em giao lưu đến tất cả các anh em lên cho em mã 1 giá 6.200.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ hai mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Omega. Nhắc đến thương hiệu Omega tại thị trường Việt Nam, nó là một trong những thương hiệu xếp top đầu và được các anh em sưu tầm rất là nhiều. Và hôm nay em xin gửi đến anh em đó chính là chiếc Omega Seamaster Comic chạy với bộ máy tự động, được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ thì được
làm từ lắc kê vàng. Và anh em thấy không, gương mặt của nó là gương mặt trắng, trải tia bắt sáng rất là tốt. Có hai lịch ở vị trí góc 3 giờ. Các cọc số là các cọc số cài đá đen. Anh em thấy không, phong dáng của chiếc Omega Seamaster Comic này, nó là một trong những cái phong dáng rất là khỏe khoắn. Và nó là một trong những chiếc Omega đạt cái tiêu chuẩn chống nước thời xưa, rất là tuyệt vời. Và anh em thấy không, chiếc đồng hồ này là zin nguyên bản anh em nhé, trừ dây và khóa thôi ạ. Kính là kính zin. Anh em cứ để ý ở chính giữa trục ba kim ấy, có cái logo móng ngựa thì nó khắc chìm, đó là kính zin. Và chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ zin nguyên bản anh em nhé. Anh em thấy cái nền mặt của nó hút không ạ? Chưa qua spa cũng như là chưa qua xử lý bất kỳ một cái gì anh em nhé. Chơi anh em chơi đồng hồ mà zin anh em thấy đã lắm anh em ạ. Cái gương mặt, nhất là gương mặt của nó, gương mặt zin nhìn nó rất là hút mắt. Và khung vỏ thì được lắc kê vàng. Đáy này anh em thấy không, có cái logo Omega này cũng như các thông số của cái dòng Seamaster này. Và nó có chữ Waterproof, là cái độ chống nước thời xưa. Chiếc đồng hồ này thì hoàn thiện tới mức đạt được cái tiêu chuẩn chống nước, rất là tuyệt vời. Và size mặt của chiếc đồng hồ này lên tới 35mm. Cái phong dáng rất là khỏe khoắn và anh em đeo lên tay thì nó rất là kiểu dáng, nó rất là to này. Và nó là một chiếc đồng hồ mà anh em nào mà tay to một chút đeo rất là khỏe khoắn nam tính. Hơn thế nữa, nó có ở cái viền, anh em thấy ở cái viền phía sau cặp số ấy có hai cái lòng. Nó nhìn, nó thiết kế rất là đã mắt anh em ạ. Một chiếc đồng hồ zin nguyên bản, đúng zin, tất cả đều zin. Máy là máy vàng hồng. Và em chưa mở máy, nó zin nguyên bản nên là cũng chưa mở máy. Chiếc đồng hồ này chạy rất là chính xác anh em nhé, giữ giờ rất là lâu. Và anh em nào mà chưa có những chiếc đồng hồ Seamaster Comic này trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ, bởi vì nó là một trong những chiếc đồng hồ rất là giá trị, bởi vì nó là một trong những chiếc còn nguyên zin, mặt zin, kính, rồi là máy móc, khung vỏ. Nên là anh em sưu tầm chơi những chiếc đồng hồ này rất là giá trị. Và anh em nào mà muốn sở hữu thì hãy đừng bỏ lỡ. Em quay rất là chi tiết cận cảnh để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng. Bao nhiêu năm rồi, nó được sản xuất vào những năm 1965 anh em nhé. Đến bây giờ cũng gần 60 tuổi rồi mà nó vẫn còn hoàn hảo anh em ạ. Chạy vẫn hoạt động, vẫn chính xác. Và anh em nào yêu thích lên cho em A2, giá 15.200.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo mà em xin gửi đến, đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Rado. Anh em thấy không, một chiếc Rado rất là hiếm. Nó là một cái phiên bản Rado Silver Star có hai thanh kiếm. Một trong những cái phiên bản phải nói là đáng được sưu tầm của dòng Rado. Cái form dáng của nó rất là khỏe khoắn. Và nó tổng thể comic vào là cả dây, anh em thấy không, nó liền mạch lạc hết. Một cái thiết kế phải nói rất là cổ điển và bất hủ. Một cái thương hiệu Rado Silver, hai thanh kiếm rất là nổi bật. Và khung vỏ của nó làm từ lắc kê vàng, chạy với bộ máy tự động, được sản xuất vào những năm 1960. Và kính là kính zin, tổng thể zin nguyên bản 100% anh em nhé, rất là giá trị. Và anh em thấy không, cái gương mặt của nó rất là nhiều chi tiết. Ở vị trí góc 3 giờ thì có hai lịch này. Các cọc số là các cọc số nổi này. Cái logo Rado ở vị trí phía bên tay phải 9 giờ. Núm zin có logo mỏ neo, biểu tượng đặc trưng của thương hiệu Rado này. Và đây là một cái phiên bản Rado 3 cá ngựa. Zin nguyên bản nha, em chưa spa cũng như chưa lau chùi gì cả. Dây nó còn lên bã trầu anh em ạ. Chứng tỏ là bao nhiêu năm rồi mà nó còn nguyên bản, nguyên zin. Anh em thấy sở hữu được những chiếc đồng hồ này đã không ạ?
và anh em cùng chiêm ngưỡng cái sợi dây zin là đồ chất lượng và tổng thể của nó thì rất là tuyệt vời. Size mặt của chiếc đồng hồ này nó lên đến 34,5 x 34,5 mm phong vuông, còn phong tròn nó khoảng 37 đến 37,5 mm phong tròn. Cái thương hiệu Rado Hai Kiếm này là một trong những cái phiên bản rất là hiếm và được anh em nước ngoài cũng như là Việt Nam sưu tầm rất là nhiều, và cái form dáng của nó rất là khỏe khoắn. Đấy. Kính của nó được vát các góc cạnh rất là đẹp, anh em nhìn rất là hút mắt. Các phía trên những cọc số là nó có chấm dạ quang anh em ạ. Phải nói một chiếc Rado mà có hội tụ rất là nhiều nét đẹp không còn nhiều trên thị trường đâu anh em ạ. Ở phía dưới cọc 12 giờ có logo mỏ neo, anh em thấy không? Và anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy Rado 20 năm chân kính vàng còn nguyên bản, chạy hoạt động rất là chuẩn xác anh em nhé. Giữ giờ cũng rất là lâu. Và anh em thấy không, trên sợi dây nó có những cái nét bã trầu thời gian, chạy hoạt động rất là chính xác. Anh em thấy là mặt số cũng như là dây rất là liền lạc. Một cái thiết kế đeo lên tay thì phải nói là chấm hết anh em ạ. Vàng xưa của nó vẫn còn rất là đẹp. Cho dù nó là lắc kê vàng thôi, nhưng mà bao năm rồi nó vẫn không, giá trị của nó vẫn còn nguyên bản. Và anh em nào yêu thích nên cho em A3 giá 6.500.000 đồng. Một cái giá cũng rất là hợp lý để anh em sưu tầm những chiếc đồng hồ giá trị nguyên bản như thế này. Anh em thấy không? Một cái gương mặt kính vắt cạnh rất là sắc nét. Các cọc số là các cọc số nổi. Và nó là một trong những chiếc Rado đẹp nhất mà em từng sở hữu, bởi vì cái độ hoàn thiện của nó cũng như là cái độ zin của chiếc Rado này nó là tuyệt vời anh em ạ. Và anh em nào yêu thích nên cho em A3 giá 6.500.000 đồng. Và một siêu phẩm trong video ngày hôm nay em xin gửi đến tất cả các anh em, đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Limit International. Một chiếc đồng hồ hiếm và độ mới phải trên 98%, nó như là một chiếc hạt nót anh em ạ. Chiếc đồng hồ này thì sản xuất vào những năm cuối những năm 1970 và khung vỏ thì được làm từ lắc kê vàng, zin, mộc nguyên bản. Anh em thấy không? Khi mà em quay video thì các anh em đều nhìn thấy bắt mắt, và rất là điểm nhấn của chiếc đồng hồ này đó chính là cái nền mặt hổ phách. Một cái nền mặt nó phải nói là độc đáo và chưa chiếc đồng hồ nào mà em thấy nó đẹp như chiếc đồng hồ này anh em ạ. Một chiếc đồng hồ mà có hai tông màu vàng nó làm, đấy anh em thấy không? Màu vàng và màu nâu, và nó kết hợp vào thì nó bắt sáng, nó long lanh như một viên ngọc anh em ạ. Cái nền mặt của nó mà độ mới của nó còn rất là cao, zin nguyên bản anh em nhé. Các cọc số và kim anh em thấy không, nó cùng là một cái tông rất là đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng và lịch sự đâu anh em ạ. Đấy, và cái đáy của nó anh em thấy không, chưa đánh bóng, chưa spa, chưa lau chùi gì cả, hàng mộc về nguyên bản như vậy mà nó còn đẹp như thế này thì anh em thấy cái giá trị sưu tầm của nó rất là cao. Em chưa mở máy cũng như là chưa làm lại cái gì cả anh em nhé. Kim là hai kim rất là đơn giản và các cọc số rất là nhẹ nhàng, nó rất là hợp với cái thiết kế này. Một cái thiết kế phải nói là không còn cái điểm gì mà chê được anh em ạ. Đấy, em đang quay đấy, nó rất là long lanh với hai cái tông màu. Và em núm zin nhé, tất cả zin nguyên bản. Và em gắn vào một cái sợi dây da ở nước ngoài mà làm thủ công vào, rất là cong nét vào, rất là đẹp. Và độ mỏng của chiếc này mỏng, nó mang đậm phong cách classic
anh em đeo lên tay thì nó mỏng, nó nịt vào tay, rất là đẹp. Anh em mặc mùa hè mặc với áo sơ mi cộc tay, diện những chiếc này mà ngồi trên xe ô tô thì phải nói là không còn gì để bàn cãi nữa anh em ạ. Một chiếc đồng hồ gương mặt độc, size của chiếc đồng hồ này cũng khá là lớn, size mặt lên tới 34.5 mm, một cái size cũng chuẩn size vintage xưa. Điểm độc đáo của chiếc đồng hồ này đó chính là cái gương mặt dial hổ phách hiếm, mà hơn thế nữa nó là một cái mặt hổ phách zin đấy, nên là nó rất là hiếm. Và anh em thấy không, em quay rất là chi tiết để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng từng góc cạnh một, đẹp và độc đáo, gần như là nó hoàn thiện hết tất cả. Anh em nào mà yêu thích sự đơn giản cũng như là cái mong phong cách classic trẻ trung thì hãy đừng bỏ lỡ cái sản phẩm này. Anh em nào yêu thích nên cho em 4 giá 5.900.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo trong lô ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Wattam, một chiếc đồng hồ được sản xuất vào những năm 1960, chạy với bộ máy lên dây. Và điểm nhấn của chiếc đồng hồ này đó chính là gương mặt bao công zin. Đấy, dây cũng là từ bên nước ngoài về, còn nguyên bản như thế này, chạy rất là chuẩn. Và anh em thấy không, ở vị trí 12 giờ đó chính là một cái viên kim cương nhân tạo. Một cái điểm nhấn, cái phong cách và cái phong dáng này giống cái thương hiệu đồng hồ Movado anh em cũng đã biết đến rồi. Và hôm nay em xin gửi đến tất cả các anh em một chiếc Wattam mặt đen bao công, khung vỏ thì được lắc kê vàng, đáy là đáy SS, đúng zin, có logo chữ W, biểu tượng đặc trưng của Wattam. Và anh em cùng chiêm ngưỡng. Ở phần vỏ thì nó có lấm tấm những cái vết thời gian, bởi vì nó sản xuất vào những năm 1960 mà. Với lại cái vàng lắc kê ấy, thì nó giữ cũng không được bền vàng bằng vàng bọc, nên là nó có những cái vết chóc cũng như là vết cái vết han của thời gian. Và nó được kết hợp với một sợi dây da tây màu đen, rất là hợp. Thiết kế hai kim đơn giản nhưng mà không kém phần tinh tế đâu anh em ạ. Size mặt của chiếc đồng hồ này lên tới 33 mm, một cái size chuẩn vintage xưa. Và chiếc đồng hồ này em giao lưu với tất cả các anh em lên cho em mã 5 giá 2.900.000 đồng, rất là hợp lý anh em nhé. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong lô ngày hôm nay em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ mặt đồng xu đến từ thương hiệu châu Âu. Đấy, anh em thấy không, nền mặt và cái khía của nó rất là độc và dị. Em sưu tầm về được, giá cũng rất là hợp lý rồi để tất cả các anh em chơi. Và em xin giới thiệu tổng thể, khung vỏ thì được làm từ lắc kê vàng. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy lên dây rất là cổ điển, như là một trong những cái bộ máy mà huyền thoại của những cái dòng đồng hồ vintage này. Và anh em thấy không, cái gương mặt của nó là gương mặt đồng xu hình đại bàng, một trong những cái thương hiệu và cũng là một cái biểu tượng rất là nổi tiếng, gắn ngoài những cái biểu tượng nữ thần tự do này, cũng như là biểu tượng phượng này, cũng như là tất cả những cái con vật mà nổi tiếng, thì con đại bàng là một trong những cái con mà sở hữu cũng như là thiết kế ra làm những chiếc đồng hồ đồng xu cũng rất là nhiều. Và đấy là đấy đấy, anh em thấy không, zin mộc nguyên bản anh em nhé. Em cũng chưa làm lại bất kỳ một cái gì cả, chỉ về theo dõi, và nó là một chiếc đồng hồ hoạt động rất là chuẩn. Đấy. Và nó là một chiếc đồng hồ vintage zin nguyên bản, trừ dây nhá. Dây này em về em gắn thôi. Và anh em thấy không, cái niềng của nó là những cái niềng tròn, rất là bắt mắt, cũng như là một cái thiết kế rất là tuyệt vời. Và anh em nào mà chưa có những chiếc đồng xu trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ. Nó là một trong những cái chiếc đồng hồ
Cứ mặt đồng xu là ở tại thị trường Việt Nam thì nó giá nó rất là cao và nó mang cái biểu tượng may mắn cho mỗi anh em sử dụng. Nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt vàng và bộ ba kim đen. Tuyệt vời. Đeo những chiếc đồng xu này, anh em cảm thấy sự may mắn, thịnh vượng cũng như là làm ăn phát tài, phát lộc. Nên là giá trị sưu tầm nó cũng rất là lớn. Tuy giá nó không cao nhưng mà về những cái giá trị sưu tầm cũng như là cái phong cách cổ điển thì rất là lớn, và anh em nào mà muốn sở hữu thì hãy đừng bỏ lỡ. Nó là một trong những chiếc đồng xu đến bây giờ nó vẫn còn nguyên bản giá trị. Và chiếc đồng xu này thì nó là một trong những phiên bản của các nước châu Âu. Size mặt của chiếc đồng hồ này lên đến 33.5 mm, một cái size chuẩn, size vintage xưa. Và anh em nào mà yêu thích những chiếc đồng hồ đồng xu này giá trị nguyên bản như thế này thì lên cho em A6 giá 3.900.000 đồng. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.